Hello, cả nhà em là Sushi, em đến từ shop Sushi nội địa nhật.com. Rồi, hôm nay là ngày Mother Day ha cả nhà ha. Xin kính chúc cho những bà mẹ ha có một mái gia đình ấm áp, hạnh phúc và được nhiều sức khỏe bên mái gia đình của mình nha. Rồi, hôm nay thì em tiếp tục ha cả nhà, tiếp tục lên sóng cho cả nhà. Cũng như là mình giảm giá trong cái giai đoạn khó khăn này ha cả nhà ha. Rồi thì em này thì em đã có đăng clip rồi. Em sẽ đính kèm vào cái phần xem thêm ở trên YouTube á. Cả nhà lên cái tựa đề có chữ xem thêm, cả nhà vô cả nhà sẽ coi cái clip đó. Em sẽ đính kèm cái link YouTube ở trong đó thì cả nhà sẽ coi được toàn diện hơn. Hôm nay thì em không có quay clip lại tại vì đây là một cái con hàng mới. Nó rất nhạy cảm mà cả nhà mở ra mở vô test lên test xuống thì không nên. Rồi em này thì trước đó thì em bán là 28 triệu ha cả nhà ha. Hôm nay em giảm giá cho cả nhà, giảm giá là em bao đúng giảm giá luôn nha cả nhà nha, bao cả nhà giá tốt nhất Việt Nam luôn, 25 triệu hàng new ha cả nhà. Con này hàng mới là 2.200 bảng Anh, nó tương đương với gần 70 triệu ha cả nhà, gần 70 triệu hay là 2.700 euro, gần 70 triệu ha cả nhà. Thì cái giá 25 triệu là nó chỉ tương đương, nó hơn 1/3 giá một tí ha cả nhà ha. Rồi thì đây là một con DAC ha cả nhà, con DAC model là Sudden DAC4 ha cả nhà. Có nghĩa là nó chạy 4 con giải mã ha cả nhà, nó chạy 4 con giải mã. Thì chất âm thì miễn bàn rồi cả nhà, tại vì đây là một cái thương hiệu là của Anh Quốc, thương hiệu high-end của Anh Quốc ha cả nhà ha. Bản ráp tay nha cả nhà, tất cả những cái sản phẩm của Sudin đều làm bằng tay, đều làm thủ công ha cả nhà ha. Vì vậy cái độ tỉ mỉ, cái độ chi tiết trong từng con linh kiện được kiểm tra, được đánh giá rất là kỹ càng ha cả nhà ha. Rồi thì đây là một em DAC đời mới cao cấp, giá siêu tốt trong thời điểm này luôn. Cả nhà có nhu cầu thì hãy nắm bắt cơ hội nha. Con này em bao cả nhà giá tốt nhất Việt Nam, đặc biệt nó là hàng mới thì nó không còn gì để bàn ha cả nhà ha. Rồi cả nhà có nhu cầu tìm DAC thì tranh thủ ha cả nhà ha. Rồi em mời cả nhà coi sơ ngoại hình của em này ha cả nhà. Con này thì em đính kèm cái link YouTube của clip trước cả nhà tham khảo nha. Em đã test rồi, hoạt động hoàn hảo. Hàng mới thì mình không nên test nhiều lần ha cả nhà. Rồi với cái giá 25 triệu này cả nhà mua, cả nhà có chơi rồi, cả nhà bán lại cũng không có lỗ ha cả nhà ha. Rồi có nhu cầu thì alo em nha. Rồi Mother Day, em chúc cả nhà hạnh phúc, an lành, may mắn và tràn đầy sức khỏe nha. Bye bye cả nhà, chúc cả nhà có một đêm ngon giấc. Bye bye.